Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của em. Thì hôm nay em mới vừa gọi là vệ sinh và cũng như đã set up xong một cây bát nó khá là đẹp, khá là ngon. Cho nên em quay luôn cái clip này để giới thiệu cho mọi người ha. Đây là một cây Ibanez bát mọi người, 4G ha. Một cây Ibanez bát nè. Trên đầu của nó thì nó có hơi bị cứng xíu ha, hơi bị chốc mẻ sơn một tí trên này thôi. Đây là một cái dòng Ibanez SR400FM nha mọi người. Đấy thì mọi người có thấy là em hay đăng những cái dòng 300 đúng không? Ibanez SR300 thì đây là một cây series 4 ha. SR400FM. Cái chữ FM của nó là cái chữ flammable viết tắt đó mọi người. Đây, còn đây là bộ khóa nè, bộ khóa thì rất là đẹp ha. Cần đàn có 2 chỉ cần. Nha, cần đàn có 2 chỉ cần mọi người. Và phím đàn thì có 24 phím nha, để cho mọi người có thể solo ở những solo bass ở những cái ngăn cuối luôn. Đấy. Hỗ trợ cho mọi người tập luyện hoặc là làm show rất là tốt nha. Rồi, về phần body thì cây này nó có một cái gọi là cái dáng gọi là thin body ha, rất là mỏng, rất là gọn nhẹ ha. Tuy nhiên tuy nó mỏng nhưng mà nó rất là lực nha mọi người. Bởi vì sao? Bởi vì nó có hai chiếc humbucker ha, sử dụng hai con humbucker chính hãng Ibanez nè. Và một cái bộ ream chính hãng đi theo đàn luôn ha. Thì nó làm cho mọi người có thể chỉnh được bass nè, chỉnh được treble nè, ba lăng nè, rồi tone đàn các thứ ha. Ở sau đàn nó khá là dày dặn mọi người. Con này mọi người làm show thì rất là ok luôn. Đây, còn đây là mặt sau ha. Mặt sau của đàn cũng khá là đẹp nha mọi người. Tuy là đàn hai hen đã qua sử dụng nhưng mà tình trạng còn rất là tốt, rất là đẹp nha. Đấy. Có cái nút này thì nó lúc mà nó về á mọi người, lúc mà đàn về thì nó không có, nó bị không có cái nút này ha. Thì em mới đưa một cái nút khác vô. Nói chung là thì cái nút đó thì nó cũng dễ mọi người. Cái nút đó nó cũng dễ, miễn mà mình dặn được thì ok rồi. Đó, miễn mà mình dặn được thì thôi. Đấy. Thì ở trên này, đó, cái nút ở trên này là chỉnh chép nha mọi người, chép. Còn cái nút ở dưới này là chỉnh bass ha. Còn đây là cái volume. Ở trên này là cái volume nè. Đây là tone nè, đây là ba lăng nè. Ba lăng là gì? Ba lăng là mọi người có thể chỉnh được. Nếu mà mọi người để ba lăng ở mức giữa thì nó sẽ kết hợp giữa hai cái bích cúp này luôn. Đấy. Mọi người nâng lên trên hoặc đưa xuống dưới thì nó sẽ sử dụng là cái trên hoặc cái dưới của bích cúp ha. Rồi, còn về bộ ngựa, đó, bộ ngựa còn rất là ok luôn ha. Cái này thì em ưng nhất là cái màu mọi người. Em ưng nhất cái này ở cái màu. Cái màu nó khá là đẹp, cái body mặt trước nó khá là đẹp ha. Đây, flammable có những cái vân ngang nhìn nó rất là cá tính, đó, rất là mạnh mẽ luôn. Cần đàn thì 24 phím mà rất là ngon, action thì khá là thấp. Đây, âm thanh này thì mọi người có thể slap bass nè hoặc là đánh finger đều rất là ok ha. Đó. Rồi, và hiện tại thì cái Ibanez Bass SR400 này em bán mức giá là chỉ có 6 triệu thôi nha mọi người. Chỉ có 6 triệu cho cây Ibanez Bass này, rất là ngon luôn. Và sau đây thì nó sẽ có thêm một cái combo nếu như mọi người cần để gọi là mua về tập luyện ha. Thì cái combo này thì em cũng sẽ một lát là em cũng sẽ test thông qua cái combo này luôn, là cái arm nữa mọi người. Thì bây giờ là cái đàn rồi đúng không? Cái đàn rồi thì bây giờ em sẽ giới thiệu cho mọi người là cái am. Cái am bass nha. Con này thì nó cũng khá là nặng mọi người. Để em quay cái camera xuống một tí ha. Con này thì nó cũng khá là to đấy. Mà tiếng nó hay lắm mọi người. Tiếng nó hay cực. Đây mọi người. Nha. Đây là một con bass rô lăng mọi người. Đó, củ lo nè. Mọi người nhìn thấy cái củ lo nó to chưa? Để em đo xem. Đó. Đây. Thì cái một cái gang tay của một người thì nó tầm khoảng 20 đúng không mọi người? Đó, thì con này nó đường kính nè, đường kính cái lo nè. Đấy, thì một cái gang tay của em thì tầm khoảng 20. Đó, thì là củ lo này khoảng là 2 tấc nha. Đấy. Bass nè. Đó, thấy chữ bass to đùng ha. Đây, thương hiệu Roland. Thì Roland thì mọi người cũng biết rồi, một cái thương hiệu của Nhật lâu đời và rất là nổi tiếng trên toàn thế giới rồi. Con này thì con Roland Cup Bass mọi người, Roland Cup Bass ha. Nó khá là nặng. Âm bass mà, cho nên nó khá là nặng ha. Rồi, con này tuy là bass nhưng mà nó vẫn có cho mọi người những cái hiệu ứng effect nha. Đây, delay, reverb để anh chị để mọi người có thể solo bass ha. Đó, một số cái hiệu ứng effect nữa nè. Chorus nè, Langer nè. Tiếng qua nữa mọi người, nói ý là bass thôi mà nó có rất là nhiều cái tiếng ha. Đó, còn đây là bộ điều chỉnh equalizer, bass nè, middle, treble.
Còn đây là cái cơm rét xo mọi người. Cơm rét xo là để nó cơm cái tiếng của mình lại cho nó gọn ha. Đấy, bật tắt ha. Đấy, còn đây là một số cái gọi là giả lập am, giả lập bass. Đấy, nói chung là gọi nôm na nó là một cái gọi là điều chỉnh cái sao tiếng của cây bass mình ha. Điều chỉnh sao tiếng, còn đây là mức độ gain và cũng như là volume. Đây là cổng AUX. Thì cái cổng AUX là để cho mọi người có thể đưa nhạc từ bên ngoài vào tập luyện. Ví dụ mọi người có thể đưa một cái bài nhạc nào đó vào, xong rồi mọi người cầm cái bass ghim vô, mọi người tập luyện theo trong cái bài nhạc đó ha. Hoặc là mọi người có thể mở metronome hoặc là backing track gì đó. Đấy. Record nè, recording là có nghĩa là cái này mọi người có thể out ra ngoài để thu âm nha. Đó, hoặc là nói chung là nó là một cái cổng output để cho mọi người có thể out ra ngoài dàn lớn nè, hoặc là out ra sau cạc thu âm nè, hoặc là ghim tai phone vô để mọi người nghe không có bị ồn tới người khác. Đấy, còn đây là cái switch, foot switch mọi người. Cái này thì chắc là mọi người ít xài tới rồi. Đấy, nói chung là con này nó có một cái chất tiếng khá là hay và cũng như là nó có một cái khá là nhiều cái chức năng cho mọi người có thể lựa chọn ha. Rồi, công suất của cái con am này là 34W nha mọi người, và sử dụng điện là 100V, bởi vì đây là hàng em ship từ Nhật về ha. Em ship từ Nhật về cho nên điện thì nó sẽ sử dụng là 100V thôi. Ở Nhật là điện 100V nha mọi người. Đây, đây mọi người, không biết mọi người có nhìn thấy rõ không nha. Nè ha, 34W nha. Công suất là 34W nè. Đó, điện là AC 100V mà con này được lắp ráp nha mọi người, được lắp ráp tại China, tại Trung Quốc. Thì những con điện tử bây giờ thì nó hầu như là đều ráp ở China hết rồi. Cái đó thì mọi người cũng biết mà đúng không? Đấy. Nhưng mà cái thương hiệu Roland là thương hiệu của Nhật nha mọi người. Thương hiệu Roland là thương hiệu của Nhật. Cái con này thì được ráp ở China thôi. Đó, xong rồi xuất khẩu sang Nhật và bán ở thị trường Nhật Bản, và em cũng ship con này từ Nhật Bản về đây. Đấy. Rồi, thì hiện tại cái con Roland Bass Cup 30 này thì em bán với mức giá chỉ có 3 triệu mọi người. Ha. Rất là nhiều chức năng đúng không? Thì nó rất là nhiều chức năng, công suất nó cũng khá là lớn. Đó. Rồi tiếng nó cũng rất là hay mà giá nó chỉ có 3 triệu ha. Thì nó cũng sẽ một phần nào đó cho mọi người có thể dễ dàng tiếp cận, mang về tập luyện chơi tại nhà. Đây. Rồi, em mới khiêng nó lên thôi mà cũng thấy mệt nữa mọi người. Nói chung là nó khá là xịn sò ha, nhìn nó rất là chuyên nghiệp. Rồi, thì sau đây em sẽ test cái cây bass SR400FM này thông qua cái con am Roland Cup 30 này ha. Đấy, thì nếu như mọi người muốn mua lẻ cây bass cũng được, mà muốn mua lẻ cái am này thì cũng được ha. Còn nếu mọi người mua cả combo hai món này luôn thì em sẽ hỗ trợ gọi là free ship cho mọi người ha. Thay vì bớt tiền cho mọi người thì em sẽ free ship thôi, tại vì mấy con am này cũng khá là nặng, đóng gói nó cũng khá là mệt mọi người, và tiền ship nó cũng cao. Đấy, thì nếu mọi người mua hai món thì em sẽ hỗ trợ phí ship cho mọi người. Đấy, là em sẽ chịu ship và cũng như tặng kèm thêm cho mọi người một cái sợi dây dắt 3m ha. Đây, một cái dây dắt như thế này ha, có chiều dài là 3m đó. Còn đàn thì là sẽ có cho mọi người là bao đàn với lại là dây đeo. Rồi, dây đàn rồi này kia thì em đã set up hết rồi mọi người, dây đàn mới rồi luôn rồi. Rồi, sau đây thì em sẽ test âm thanh cây SR400 này thông qua con am Cup 30 này nha. Đó, nếu mọi người có yêu thích cái combo này hoặc là một trong hai món này thì mọi người có thể liên hệ với em thông qua số điện thoại hoặc là nhắn tin qua Zalo cho em nha. Thì số điện thoại em có để trên màn hình nha mọi người. Cái đàn là 6 triệu và cái am là 3 triệu. Đó, nếu mọi người mua combo cả hai món thì em sẽ free ship toàn quốc và tặng kèm thêm một sợi dây line 3m cho mọi người nha. Rồi, sau đây thì em mời tất cả mọi người cùng nghe âm thanh của cái combo này nha. Rồi, sau đây thì em sẽ test từng cái tiếng có trên con am này cho mọi người cùng nghe nha. Đầu tiên là cái octabass nè. Đấy, tới cái flip top nè. Thank you.
một cái Biman nha mọi người. Biman, cái tên nó để gì á. Tới cái tiếng gọi là TE ha. Tiếp theo là cái tiếng nó gọi là bass 360 ha. Theo là cái si sành mọi người, si sành. Cuối cùng là tới cái sao tiếng là concert 810 nha mọi người. Con này thì cái bass nó khá là nhiều, chắc là để điểm finger đó.